Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại video tiếp theo của kênh Mặt Trắng TV của em nhé. Thì ngày hôm nay thì em lên một cái video rất là ngắn thế này. Trong một buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng chỉnh sửa được ba cái dao này, cũng vì cái nhiều cái lý do công việc rồi là lý do ngày hội đại đoàn kết các bác nhé. Đấy, thì những cái cây dao ngày hôm nay thì em sẽ sơ qua cho bác xem như sau. Thì những cây dao hôm trước em lấy trên nhà bác Vàng ấy thì em cũng có đánh dấu, đánh số rồi là các kích cỡ, thì em cũng đã điều chỉnh lại cái cây dao này rồi, thì nó sẽ khác đi một chút, thì nó sẽ không còn cái kích cỡ cũ như ngày trước, nó không thể chuẩn như là 28 mà em đo ở trên chỗ nhà bác Vàng được, vì nó cũng sẽ có sự chênh lệch. Bởi vì là khi em xử lý cái cán này các bạn này, làm sao cho nó cái chỗ chỗ cái cán này làm sao cho nó khít vào nhau đấy, nó phải được tương đối như thế này đấy. Thì chỗ bác Vàng thì bác lúc ở trên về thì không không được khít thế này đâu các bác nhá, sẽ không được ở đây, ít nhất là không được thế này, nó khít vào thế này đấy. Với một cây dao đấy, em lên cái video này cũng khá là muộn rồi, rất là muộn, cho nên là các bác xem được các bác thông cảm cho em nhé. Tại sao lý do vậy? Vì em cái dao này thì em gọi ở đây là việc đang còn đam mê, còn đang thích chơi rồi các bác ạ. Uống rượu nhiều quá giọng nó cũng thay đổi đi một chút rồi đấy. Thì đi vào vấn đề luôn, thì những hôm nay em lấy được 7 cây dao thì em sẽ lên video trước cho ba cây dao này cho các bác xem. Tại vì là nhiều bác nhắn tin hỏi cho em nhiều quá cho nên là em không thể trả lời hết được một lúc, thì chính vì vậy em lên video nhanh thế này cho các bác biết tình hình là những cây dao của em lấy như thế nào và nó kiểu thế nào nhá. Và em nói chung là những cây dao này thì em nói lại là chất liệu của cây dao thứ nhất em cầm trên tay này, hai cây này em để ở đây nhé. Chất liệu thứ nhất đây là toàn là vỏ gỗ bằng gỗ lim vang, thì theo các bác này là gỗ gì em không rõ theo vùng miền, nhưng với cái dân tộc Mông trên em thì các bác Vàng bác Lử thì đây là gỗ lim vang. Đây, cái cán trước thì em cũng đã sửa lại rồi, lại là đánh gọi là những cái chỗ nào chưa bóng thì em chỗ nào chưa nhẵn sần sùi đoạn này thì em cũng đã làm lại rồi các bác nhé. Thì còn với cái video này, cái màu ở cái trên video là như thế nào thì các bác cầm về nhà thì nó cũng tương tự như vậy thôi, nó không có gì là gọi là thay đổi các bác nhé. Đấy, với cái màu da thế này. Dây thì tại sao một số bác cứ hỏi em là tại sao không làm bằng cái khâu đồng đi cho nó chắc chắn rồi nó đẹp rồi các thứ. Thực sự các bác là em thì cái gọi là cái sở trường sở thích thì nó cũng thích thích những con dao 28, thích nhiều nhất là con dao 28 và 30. Thế nhưng em thiên về 28 hơn, các bác phải bảo là sao không làm to hơn. Nhiều bác thì sử dụng những con dao 28 thì cảm giác nó hơi bé, nhưng mà em thấy con 28 thì nó dễ dùng, nó vừa tay của mình đi làm mình rất là tiện. Nhưng mà cái đấy, thì cái vỏ lim vang thì em cũng có bôi sáp lên thì nó ra cái màu thế này. Bình thường thì các bác nhìn thấy trên bác Vàng nó đỏ quạch ra đấy, đỏ quạch ra. Ở đây thì cái con dao này chi tiết thì là nó có cái nứt vỏ đây một chút này, cái này nó không đáng kể, là không có vấn đề gì cả. Vỏ đây nó không đáng kể gì cả. Đấy, còn cán thì con này thì là như này, cán chỗ này thì nó hơi bị bèo nhiều, lộn xộn một tí chỗ này, cái đầu cán này lộn xộn một chút đây. Đây, nói chung là cái cán này thì các bác yên tâm nhé, em làm rồi không có vấn đề gì cả. Đây, về lưỡi dao như này nhé, lưỡi dao thì nó cũng xem xem giống như con lưỡi dao của những cái bác thợ chuyên sâu, ý em nói là những cái lưỡi dao của bác Vàng ấy, thì nó cứ xem đều như thế này, nên không có gì thay đổi cả. Cán này em để lại gần cho các bác xem nhé, em chỉnh lại nét một chút để gần cho các bác xem này. Đấy, cái cán này như thế này, cái cán này là em đã đổ keo vào đây cho các bác nhé. Các bác yên tâm, các bác có mà chặt lúc nào mà vỡ cái cán này ra thì thôi. Thì những lần trước thì em không biết, thì em không 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 cho em không biết cách đổ keo thì em cũng chưa làm được tốt cái phần đấy. Thì những cái con dao trước kia các bác cầm về thì các bác có thể xử lý keo lại nhé. Còn những cây dao này em xử lý lại keo này, đấy, dáng dao này rất là vâm luôn. Những cây dao trước kia cũng như vậy nhé, em gửi dao bác Vàng này dáng luôn luôn như vậy. Đấy, em để như này thì các bác nhìn thấy cái rõ cái dấu dấu ngã của con dao luôn này. Cán khâu đồng rất đẹp nhá. Thì chúng cái này là em mới mài bình thường thôi, em cứ đợi cá này em chưa đánh sáp này cho nên nó chưa lên màu này. Em đo lại nhá, cái con này em lấy từ ông Vàng này nó rơi vào 28 này. Rơi vào 28 này.
còn bây giờ em mài đi một chút thì chắc nó sẽ tụt xuống một tí đấy. À đây, con này cứng cựa 28 luôn bác này. Đấy, lưỡi nhá, để em đo lại lưỡi đúng cứng cựa 28 như này nhá. Con này là 5 phân này. Đấy, 5 phân này. Đấy, 28 5 phân. Nặng thì em cũng không rõ về cân nặng này, sống lưng nào các bác nhìn này. Cái thước của em nó hơi mờ một chút. Đấy, con này nếu mà như thế này là 6 ly này. Các bác có nhìn thấy rõ không? Nếu nó hơi mờ một tí. Đấy, lưỡi này là 6 ly các bác nhá. Thì con dao này ấy, thiên hướng dao sau này của em ấy, các bác cứ cảm nhận này, những cái chắn lưỡi nhá. Tại sao em làm con cái chắn lưỡi, các bác bảo nó an toàn lắm, cái chắn lưỡi an toàn lắm, thực chất cho cái chắn lưỡi khi mình dùng ấy nó rất là vướng. Em nói đơn giản là cái thớt nó bằng thế này, cái thớt nó bằng thế này đúng không ạ? Khi chúng ta chặt nhé, đấy, khi em chặt thì em cầm em chặt thế này đúng không ạ? Đấy, thì cái chắn lưỡi nó không có thì em xuống rồi đến đây, nếu mà có cái chắn lưỡi nha, các bác phải chếch tay lên một tí mà cái chắn lưỡi nó va vào đây này, nó pạch pạch vào đây này. Đấy, đấy, khi là em quen chắn có không, không có chắn lưỡi em chặt quen như vậy, mà khi chắn lưỡi thì nó khi đi đi vào trong rừng chặt cây mình làm đấy các thứ à, biết rằng là chắn lưỡi nó an toàn, nhưng mà đấy là cái sở thích của em là như vậy. Thì nhiều bác của con 28 này thì nó chặt cây nó không ăn rồi các thứ, thì các bác chịu khó mài lại đấy, mài lại cho nó tốt hơn một chút. Ví dụ này, mài cho cái lưỡi thì nó có nghĩa là nó hình hình nón này, bét sang hai bên, mỏng đi một tị, mỏng cái lưỡi đi một tị thì các bác chặt thoải mái. Đấy, em chuyển sang cây thứ hai nhé. Đây là cái cây vỏ gỗ lim vang, lưỡi thì bằng nhíp xe nhé. Thì hôm nọ cái video rồi bác Vàng bác cũng nói là bảo là nhíp uát rồi là các kiểu kiểu, thì đấy em cũng không cụ thể về bác về những cái nhíp đâu. Em quan trọng là kể cả làm bằng sắt sáu cũng được hay là sắt 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 xoắn cũng được, miễn là nó sử dụng được, nó chắc chắn tay là được, chứ không quan trọng là sắt như thế nào. Em chỉ quan trọng là lúc mà khi mình thử, mình về nhà mình sử dụng nó có ít gì, rồi là chặt nó ve bét, rồi là nó không làm sao cả. Đấy, thì lúc đấy thì là đó mới là mới gọi là để được một con dao tốt, chứ em cũng không thiên là nó là phải sắt gì, thép gì, chất gì để cho nó gọi là hoành tráng lên thì coi dao cả. Điều quan trọng là đây, em đang thấy là nhiều lúc cũng muốn cái vỏ nó đẹp lên một tí, nhưng cái giá thành nó sẽ lên một chút. Những cây dao này thì là em nói thật với các bác là nó cũng không có gì là đặc sắc cả. Gọi là đây em cũng đã chỉnh sửa một chút về những cái chỗ khớp khớp này thôi. Rồi, và tiếp theo đây là một cái cây dao nữa. Đây là một cây dao cũng nhìn thế này là các bác biết đoán là nó size 28 rồi. Đấy, nó size 28 rồi. Vỏ này là vỏ dồi đen. Em cũng bôi sáp nha các bác nhé. Cái sáp bình thường đấy, cái gọi là cái sáp ấy, nó như kiểu là mỡ 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 trâu để lâu năm ấy, em cũng đoán vậy. Nhưng mà đây là sáp ở chỗ bác Huy, Phan Đức Huy, Phạm Quốc Huy, trước bác ấy kỷ niệm em cái lọ sáp đó, thì là bác bảo là bôi sáp lên nhìn rất là chất. Công nhận là em bôi lên, từ lúc em bôi lên này em để nó khoảng 30 phút thì nó ra cái màu thế này, màu đen tuyền thế này. Nhìn xa thì nhìn ống kính thì các bác không nhìn thấy rõ là nó chất nó như nào, nhưng mà nhìn nó, nhìn con dao đen đen với những con dao là nhìn nó khác hẳn các bạn. Nhìn cái vỏ nó như kiểu là sừng trâu ấy các thứ. Sau này các bác đi rừng đi rước, các bác dùng những cái cán này nó cũng thế, nó cũng đen tương tự như thế này. Thế nhưng mà để bóng được những cái chỗ này thì cái rổi đen thì hơi khó. Nhưng mà các bác bảo là đi tìm cái này là sao làm không làm cán, rồi là làm mấy cùng với cái này luôn. Thì cái đây là một cái lý do riêng các bác nhé. Làm cán với cái này nó có một cái lý do riêng hay như nào đó, hay là bác Vàng bác ấy không làm, đấy là em không tìm hiểu nhá. Cái này thì cái này các bác tự tìm hiểu nhá, cái này thì sau này em sẽ tìm hiểu sau. Vợ thì đây, thì những cây dao này tiếp, con này thì các bác, con này em nghĩ là có tầm 26 gì đó. À, cái cán cũng vậy nhá, cán này em cũng đã xử lý này các bác này, em đã xử lý là nó. À, chỗ này là em cũng đã gọi là đổ keo ở đây rồi. Thì mình cái tắc, cái lợi của mình là mình đổ keo ở đây thì là dù có nước, có ngấm các thứ thì nó cũng không chảy vào trong cái chuôi dao này được.
Đấy, cho nên là nó sẽ không bị rỉ bên trong. Còn con dao này các bác này, con dao này thì này, bác dồn thép rất là kỹ nhá, cái đoạn này này, con này. Cái đoạn này dồn thép này, có đây không phải là đây nó có gọi là cái một cái vết dạ rất là dài từ giữa lên đây. Đây em để lại nhá. Đây nó hơi khó nhìn, để nó hơi phát sáng một chút. Em mới chỉnh một chút nha các bác, đợi em một tí nhá. Chỉnh máy. Đấy, các bác nhìn thấy cái đường kẻ đấy chưa? Đấy. Nhưng mà con dao này rất là bén nha các bác nhé. Nó có một cái đường kẻ dài từ đây lên đây, lên tận trên 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 mũi dao này luôn. Nhưng mà khi mình sử dụng thì không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Con dao này rất là bén luôn đấy. Con dao này được cái là ba cái dồn thép rất là chắc luôn. Đây là em mài, gọi là cũng mài sơ sơ thôi, cũng chưa gọi là mài mài siêu phẩm được. Nói chung là để mà cắt giấy hay là làm các thứ thì cắt đơn giản, em nghĩ là nó cũng cũng cắt được thôi. Đây, tổng thể là cái dao màu đen này, cái dao thứ hai nhé. À em chưa đo nhỉ, em chưa đo, em chưa đo. Nói chung về cái khoản dao này em cũng lấy về cái dao đây, con này cũng 28 này, con này chuẩn 28 đấy các bác nhé. Đấy, 28 nhé. Ngược chữ các bác thì các bác chữ hơi khó nhìn một tự chút nhé. Cái bụng này cũng vậy, năm rồi, bụng này chắc năm rồi. Trên này là mấy nào, trên này là mấy ly này, em vịn nghiêng mất rồi, cứ gọi là 5 ly đi, con này 5 ly đi. Đấy. Đấy, nó nhích nhích một tí thôi. Đấy, cái này 5 ly nha các bác nhá. Đánh ra thế này. Còn độ sắc, độ bén hay mài gì đó thì em cũng không gọi là siêu cao thủ hay là mài cái mức độ nào. Đấy, tạm tờ giấy linh tinh. Mềm mềm mình ỉu này với em. Cái này là em cũng gọi là mài thôi, chứ còn chưa gọi là chưa kỹ đâu. Cắt vẫn còn sơ lắm, nên này cắt cái vẫn còn sơ này. Trong ba cây này thì cây này như em mài tốt nhất thì sẽ cây thứ ba em như thế đấy, cây này em mài tốt nhất rồi đấy. Đấy, cây này chắc là em mài tốt nhất, chăm chút vào thì là một một nói chung là phải hơn 1 tiếng với một cây dao này các bạn. Có nghĩa là mình phải xem lại keo này, lâu nhất là cái phần mài các bác nhé. Thì trong cái đúng cho cái số dao này là con này là bén nhất này, con 28 nhé. Hiện tại em 3 cây 28 này. Đây là cây thứ ba nhé, cây vừa rồi em muốn lấy ra em cắt này, em để hai cây này vào đây. Cái đoạn mây này bóng ra. Đấy, cây này thì xem cái độ lắc lư nó này, lỏng này. Thường thường ấy thì em về ấy, chỗ bác vàng ấy, chỗ này nó rất là hở luôn, rất là hở luôn. Còn cán thì mình đi mình bóp nó xuống đây nó chấp nhận hở một tí, nhưng mà nó sẽ chắc hơn, chắc hơn. Nhưng mà hiếm khi mình phải khóa đấy lắm, còn vì con dao mình đeo đứng như này thoải mái luôn. Còn dây dù thì em không biết buộc, là em buộc thế này thôi, gọi là buộc tiết kiệm dây dù một chút chứ không 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 được dài, vì em nhìn buộc dài là ngoằng nó ché cái đẹp đẹp ở cái con dao này đi rồi, cho nên là em buộc nó gọi là thắt vào đây cho nó để tôn con dao lên, nhưng còn mình đủ với mình đeo nó không đứt được, riêng cái dây dù này không đứt được các bạn, đeo thoải mái luôn. Rồi em quay lại cái con dao này, chi tiết cái cán con dao này nhé. Có thể là các bác nhìn qua ống kính thì nhìn nó không được gọi là được thật 100%, nhưng mà cái máy quay của em thì nó cũng được gọi là nó cũng thật màu rồi đấy các bạn, nó cũng không có gì là sai số màu gì đâu. Hiện tại em lấy cái bóng đèn nó đỏ ấy, cho nên là nó cũng hơi 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 ám vàng một chút. Đấy, nhưng mà thật màu bác cầm về nó cũng sẽ như thế này, nguyên chi thế này. Em thì cũng lười lười đi xem tham khảo một số bác gọi là đi
đi đi đi gọi là xem tham khảo các kênh khác rồi để họ xem họ như thế nào. Thật sự là em thì em có gì em nói vậy, những cây dao của em như thế này. Em lấy chục bác vàng về em nói đi nói lại một lần nữa với các bác là đang còn có hứng đi lấy dao thôi, chứ còn một thời gian nữa là chắc cũng thôi thôi các bác ạ. Bởi vì là em cứ nghĩ rằng mỗi một cây dao em gửi đi cho các bác đó là một người bạn. Thật sự các bác vậy, đó là một cơ hội em được làm quen với các bác, được mở rộng lĩnh vực giao lưu của mình. Sau này em đi vào Sài Gòn thì chơi cùng một số bác, đi vào Cần Thơ, đi vào, nói chung hiện tại là em cũng gửi được tất cả các cây dao ở trong tất cả các nước rồi các bác, ở trong các tỉnh ở đất nước Việt Nam mình, dù xa nhất là Cà Mau, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế và nhiều nhất là Sài Gòn. Rồi quay lại đây thì Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Giang, rồi là Lào Cai đó. Em đấy hiện tại là rất là các tỉnh đấy, là em hiện tại là một số người em không nhớ được tên, nhưng đa số là em cũng nhớ được tên một chút, Tuyên Quang rồi bạn Chiến này đó, rồi là Sài Gòn thì rất là nhiều anh em, đặc biệt là chỗ anh Hưng này, rồi là anh Huy này, bạn Thế Đức này. Đấy, những người bạn và một số anh em nữa, Võ Phạm nữa. Đấy, bạn Võ Phạm bạn đăng lên lần nào cũng rất là nhiều những cây dao về Yên Bái luôn. Thì cũng rất là cảm ơn tất cả những anh em thì gọi là lên những cái hình ảnh ấy về dao mèo Tây Bắc ấy, đa số là những cây dao ở vùng miền Yên Bái khá là nhiều. Tất cả những anh em đăng video về về những cây dao ở Yên Bái rất là nhiều. Đấy, thật sự ra là hôm nay là em cũng phèn phèn rượu một chút cho nên là nói cũng hơi miên man tí nha các bác nhé. Đó thì đây với ba cây dao này trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng rất là muộn rồi em lên video. Mấy hôm mai nữa thì em sẽ chỉnh sửa tiếp, em sẽ cho các bác xem chi tiết những cây dao của em nhé. Và em cũng một lần nữa mong các bác hết sức thông cảm cho em là em không thể trả lời hết được tin nhắn cho các bác, rồi là có thể là gọi điện là bác ơi là nhận những cây dao nọ thế kia, thì các bác hết sức thông cảm cho em nhé. Điều này thì em cũng nói rất là nhiều rồi, thì nhiều lúc là em cũng không thể thể có thời gian để mà trả lời vì công việc của em cũng khá là kín. Thì một lần nữa thì em cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.